Kính chào thầy và các bạn, em là Kim Trinh, đến từ lớp IT44, đang đi thực tập tại khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hôm nay em xin đại diện nhóm trình bày về bệnh án ngoại niệu. Về hành tránh, họ và tên bệnh nhân Nguyễn Văn Tê, 86 tuổi, giới tính nam, dân tộc kinh, nghề nghiệp già, địa chỉ ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ngày giờ vào viện là 9 giờ 2 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2023, lý do vào viện là bí tiểu. Về bệnh sử, cách nhập viện một tháng, bệnh nhân cảm thấy tiểu khó, phải rặn mới tiểu được, ti nước tiểu yếu, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, khoảng 15 lần trên ngày, thức giấc 2 3 lần trên đêm để đi tiểu. Nước tiểu vàng trong, không đục, không máu. Sau khi đi tiểu, cảm giác còn nước tiểu kèm theo có vài lần mắc tiểu nhưng không nhịn được, phải đi tiểu ngay. Bệnh nhân không xử trí gì trong suốt một tháng. Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân cảm thấy mắc tiểu nhưng không đi tiểu được. Bạn quan căng nên đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Về tiền sử, ngoại khoa, chưa ghi nhận bệnh lý ngoại khoa trước đó. Nội khoa là tăng huyết áp 20 năm, uống thuốc mỗi ngày, amlodipine 50mg, một viên sáng. Huyết áp tâm thu cao nhất là 160mm ngân, huyết áp tâm thu dễ chịu là 130mm thủy ngân. Thói quen là uống nước 2 lít trên ngày, hút thuốc lá 30 gói năm. Tóm tắc bệnh án Bệnh nhân nam 86 tuổi, vào viện vì bí tiểu, qua hội bệnh sử, tiền sử và thăm khám lâm sàng ghi nhận. Hội chứng kích thích, tiểu nhiều lần, cả ngày lẫn đêm khoảng 15 lần trên ngày, ban đêm phải thức dậy hai đến 3 lần trên đêm để đi tiểu, tiểu gấp, tiểu mắc tiểu nhưng không nhịn được, hội chứng tắc nghẽn, tia tiểu yếu, tiểu phải dùng sức để rặn, nước tiểu tồn lưu sau khi tiểu cảm giác còn nước tiểu, cầu bàng quang dương tính. À, tuyến tiền liệt to, mất rảnh giữa, mặc độ chắc, ứng không đau, kiếm di động. IBS 24 điểm, triệu chứng nặng. À, VOL là 4 điểm, khó khăn về tiền sử là tăng huyết áp 20 năm, chẩn đoán sơ bộ là tăng sinh tuyến tiền liệt trên nền tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7 Về cận lâm sàng công thức máu thì có ghi nhận là uh, bạch cầu tăng uh, các cái giới hạn các uh, giá trị khác thì trong giới hạn bình thường. Về uh, cận lâm sàng thì tổng phân tích nước tiểu có uh, ghi nhận bạch cầu 500 trăm uh, có sự hiện diện của hồng cầu nitrit âm tính nên là em ít nghĩ đến là một tình trạng uh, nhiễm trùng tiểu sinh uh, hóa máu là bình thường về uh, cận lâm sàng là siêu âm tiền liệt tuyến là 54 x 70 x 54 mm 108 g bàn quang không sỏi thành dày 9 mm thành có nhiều cột hỏm kết luận là phì đại tiền liệt tuyến bàn quang chống đối gây hai thận ứng nước độ 1 nội soi bàn quang là vi niêm mạc bàn quang có nhiều giả mạc sơ từ thành bàn quang chống đối độ 2 tổn thương nhiều đạo màng tiền liệt tuyến có đường lạc đi xuống, kết luận là viêm bàn quang chưa loại trừ u bàn quang, tổn thương niệu đạo. À, A toàn phần là 13,9. chín à, em điều nghị thêm là à, em rai vùng chậu và sinh thiết tiền liệt tiến qua ngã trực tràng. À, về đặt vấn đề, vấn đề thứ nhất bệnh nhân này là tăng sinh tiền liệt tiến gây rối loạn đi tiểu. cái thứ hai là BSA A cao nên là nên tầm, tầm soát ung thư tiền liệt tiến. Ba là tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7. Về option ở bệnh nhân này thì nhóm em có hai option, nhất là điều trị nội khoa, thứ hai là điều trị ngoại khoa cắt đốt nội soi qua niệu qua niệu đạo. Về điều trị nội khoa thì bệnh nhân đây là bí tiểu lần đầu, chưa có điều trị nội khoa tiền liệt tiến trước đó và chưa có ghi nhận biến chứng à, và là và đây cũng là phương pháp không xâm lớn mang lại hiệu quả điều trị cao, chi phí điều trị lại thấp tránh được nguy cơ biến chứng của phương pháp khác như là can thiệp ngoại khoa nên là đây là một lựa chọn ưu tiên uh, của nhóm em về cắt đốt nội soi qua niệu đạo đây là tiêu chuẩn vàng của điều trị uh, tăng sinh tiền liệt tuyến nhưng mà khi mà có biến chứng tuy nhiên thì bệnh nhân này là bí tiểu lần đầu không có sỏi bàng quang không có tình trạng nhiễm khuẩn tái khoát. nên là đây là chưa phải là lựa chọn tối ưu hiện tại của nhóm em nhóm em trình bày tới đây là hết xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe